Thưa quý vị, Đà Nẵng đang trải qua ngày thứ tư áp dụng chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố cách ly toàn xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả các đơn vị của lực lượng công an từ thành phố đến cơ sở đều căng mình nỗ lực hết sức để ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh. Hơn một tháng nay, những chiến sĩ của Công an phường Thuận Phước, quận Hải Châu vẫn đều đang thực hiện nghiêm chế độ trực chiến 100% quân số. Khi có chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Công an phường đã bố trí quân số đều khớp tại các chốt kiểm soát 24/24 giờ để quản lý chặt số người ra vào địa bàn, buộc quay đầu xe với những trường hợp không cần thiết. Số lượng người dân ra đường vì thế cũng giảm đáng kể. Ban chỉ huy Công an phường cũng đã quán triệt và đôn đốc nhắc nhở cán bộ chiến sĩ thực hiện với tinh thần trách nhiệm và cao nhất, và cũng động viên anh em chúng ta khắc phục những khó khăn về cá nhân cũng như gia đình để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không chỉ tại các quận trung tâm thành phố mà ở các địa phương xa xôi của huyện Hòa Vang, công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo yêu cầu phòng dịch luôn được các cán bộ công an xã thực thi nghiêm túc. Với địa bàn đồi núi khó khăn, Công an xã Hòa Ninh vẫn đều đặn duy trì tổ chức tuần tra lưu động, kịp thời nắm tình hình, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Anh công an ở địa phương đi nhắc nhở là từng ngày một, chị thấy những cái việc làm như vậy là cũng đúng, tại vì càng ngày càng dịch bệnh nên chị thấy làm như vậy là để mình chống dịch càng nhanh càng tốt. Là anh em làm việc là tương đối là vất vả, tuy nhiên thì chỗ lãnh đạo cũng động viên kịp thời về tinh thần cũng là về vật chất để cố gắng duy trì cái lịch trực tuần tra kiểm soát cho đảm bảo, đặc biệt là vào ban đêm và các cái ngày nghỉ cuối tuần, để làm sao là cố gắng cùng thành phố khống chế được cái đợt dịch này. Để chỉ thị 05 phát huy được hiệu quả, các chốt kiểm soát đã làm việc hết năng suất, ngày cũng như đêm đảm bảo quản lý chặt chẽ người và phương tiện qua chốt. Việc bố trí tổ chức lực lượng cũng được công an thành phố khảo sát và điều chỉnh phù hợp. Hơn 200 chốt điểm cố định và gần 150 tổ tuần tra lưu động với sự tham gia của những cán bộ chiến sĩ trẻ đang góp phần giúp thành phố đẩy lùi đại dịch.